Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là xưởng tranh Tân Thành và hiện tại bên mình vừa mới dán xong một bức tranh. Thì tranh này mình in trên chất liệu vải lụa nha mọi người, chống chày xước, chống nước, giờ bẩn thì mình lau chùi thoải mái. Bảo hành 10 năm, không bay màu, không bong tróc. Mình muốn cảnh gì thì mình có thể thi công, mình tư vấn, mình thiết kế cái cảnh đó. Bên mình thì có nhân viên tư vấn đến tận nhà để khảo sát, đo đạc kích thước và mang chất liệu cho mọi người xem thực tế nó như thế nào ha. Nếu như mọi người có nhu cầu dán tranh 3D thì hãy liên hệ đến xưởng tranh Tân Thành. Bên mình sẽ cho người đến khảo sát thực tế luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video nhà mẫu tiếp theo. Và đây là anh chủ nhà. Chào anh, chào anh Nguyên. Anh cho em xin cái cảm nhận sau khi mình dán tranh xong ha anh ha. Rất là hài lòng với công nghệ này và với cái bức tranh này. Tôi cảm thấy rất là nghĩ sau khi đã bên thi công đã thi công xong tranh cho nhà tôi, rất là hài lòng. Xin cảm ơn anh. Rồi, mọi người dán tranh 3D thì hãy liên hệ với mình để lại số điện thoại, sẽ có người gọi điện trực tiếp tư vấn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.